sẽ có chút hủy nhân vật, vẫn là tốt nhất không nên vào tay, đây là ti đại lục bị vây trong thời không song song, sau khi thất thần lần lượt thoái vị, trước sau sinh ra hai quốc gia, lần lượt là Mông Quốc, Mỹ Quốc. Lại bởi vì một loạt phản ứng dây chuyền, mở ra chiến tranh ti thế giới, sau khi chiến tranh ti lần thứ nhất kết thúc, phôn tai, Mông Quốc, Mỹ và Mông Đức ký kết, hiệp ước Versailles, dựa theo một nhân dân tệ. 100 mô la, nhân dân tệ 10, 8 kim mát kém không nhiều 24408 000, 000 000 mola. Hiệp ước này khiến cho nguyên khí của mông Đức bị tổn thương nặng nề, phát động chiến tranh thế giới thứ hai mang tên chiến dịch chống đảng tự do, chiến dịch chống phát xít. Chương 1 Tây vác đại chiến sau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Mon công nhân đảng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Lần thứ nhất loại cực lớn hội nghị diễn thuyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tự do đảng thiết lập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Độc trưởng tự do đảng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Khởi nghĩa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Vào tù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tòa án thẩm vấn diễn thuyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 9 Lan Bét Ngục Giam Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Sau khi ra tù diễn thuyết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét